Chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đấu cái khóa chống trộm hai nút Samurai. Đây mình đã đấu trước rồi. Đây này. Trên này nó sẽ có những cái dây như sau. Nhất là dây cam này. Dây cam này anh em sẽ đấu vào cái dây đỏ sọc vàng. Đối với xe Grand Alpha nhá, đây là mình hướng dẫn cho anh em là ở trên xe Grand Alpha nhá. Dây này, dây cam này nó sẽ vào cái dây đỏ sọc vàng, tức là dây trước khóa. Còn ở trên cái bộ này nó sẽ có cái rắc như thế này. Anh em sẽ khui cho mình cái dây màu, lấy cái nan hoa anh em mài nó ra, mài cái đầu như này này đấy, mài cái đầu dẹp ra như này. Sao anh em chọc và khui cái dây đỏ sọc đen này ra, khui cái dây đỏ sọc đen ra ngoài, nhổ hẳn nó ra ngoài như này nhá. Sau anh em lấy cái dây màu trắng này, anh em chọc lại cái chỗ cũ của cái dây này đấy, chọc vào cái chỗ của cái dây này là ok. Xong rồi cái dây màu đen này nó có cái rắc như này, anh em đấu vào đây. Anh em có thể cắt cái này ra, xong anh em quấn vào đây, xong lấy băng dính quấn lại. Đấy, đấy nha. Dây đen này, dây đen ở trên bộ chống trộm này đấu với cái dây đỏ sọc đen này, đấu chung lại với nhau, hai dây này đấu chung nha. Và cái dây trắng anh em chọc vào cái chỗ cũ cái dây đỏ sọc đen này. Đấy, bây giờ là cái dây cam này anh em đấu vào cái dây đỏ sọc vàng. Đấy, đấu vào dây đỏ sọc vàng nha. Đấy, xong bây giờ mình sẽ cắm thử cho anh em xem nha. Đây này, đây cắm thử này. Dây đen mình sẽ cho vào cái dây đỏ sọc đen này. Đấy, bây giờ là được rồi nha. Còn cái dây xanh này, dây mát này, dây mát anh em cho vào mát khung nha. Còn hai cái dây vàng này mình khuyên anh em nên bỏ nó đi. Tại vì dây vàng này nó là dây xi nhan, anh em đấu vào xi nhan thì một thời gian nó sẽ bị chết. Nó sẽ bị chết và cái tiếng kêu của cái còi của cái bộ chống trộm này nó không có hay đâu, cho nên là anh em bỏ đi. Đấy, bây giờ mình sẽ thử này. Còi thì mình chưa lắp nhá. Còi đây là anh em có đây, còi là nó có cái chân này cắm sẵn vào đây thôi. Đấy. Bây giờ mình bật chìa khóa này. Bật chìa khóa không có điện trên ổ khóa nhá. Bây giờ mình sẽ mở này. Đấy, bây giờ mở là có điện, có thể anh em có thể để đi được thoải mái. Còn nếu như bình thường mà anh em mở chìa khóa lên như thế này mà không bật cái nút này thì nó sẽ kêu, cái còi nó sẽ kêu lên nhá, cảnh báo là xe mình bị bẻ khóa đấy. Ok. Đây này, mình mở khóa lên này, bật này. Đấy, bật lên có điện này. Ví dụ anh em đang đi xe, ví dụ bị người ta cướp được xe chẳng hạn, anh em có thể dùng cái nút này, anh em bấm điều khiển là nó tắt, là mất hoàn toàn điện. Ok. Đấy, anh em follow kênh TikTok của mình để cập nhật những video mới nhất nhá. Cảm ơn anh em.